어디로 와. Vi phải không? Đúng là Vi rồi. Vi. Vi vô học trường này hả? Vi vẫn khỏe chứ? Đúng là Vi vẫn y như hồi xưa. Không có thay đổi một chút nào hết. Vi vô học trước nha. Vi. Vi ơi. Mình lại học cùng lớp nha hả? Từ giờ trở đi, ngày nào tụi mình cũng gặp nhau rồi. Ăn chưa? Ăn khoai đi, ngon lắm á. Cảm ơn bạn. Hồi nãy Khanh biết mình mới vừa gặp ai không? Vi. Mình mới vừa gặp Vi. Vi cũng học trường mình. À, vậy hả? Y như là trong mơ vậy đó. Vi cũng học chung trường với mình Khanh ơi. Mà mình không biết Vi học lớp nào ta. Ê, lát nữa ra chơi đi tìm Vi nha. Nha. Cô mời các em ngồi xuống. Các em à, từ bây giờ các em có quyền tự hào được làm học sinh của trường Xuân Diệu. Trường của chúng ta là một trường có truyền thống đào tạo ra những học sinh giỏi của thành phố cũng như của cả nước. Cô, em xin lỗi cô, em đi trễ vì bị trễ xe buýt. Thôi em về chỗ đi. Hoàng nè, anh tìm thêm người giúp việc buổi sáng chưa? Bé Vi đi học rồi, một mình em làm không có hết việc. Cô Oanh không nói thì tôi cũng tìm người rồi. Anh Hoàng nè, tại sao anh chăm sóc lo lắng cho bé Vi dữ vậy? Có lý do gì đâu, thì mọi người đều là trong gia đình hết, quan tâm chăm sóc nhau là chuyện bình thường. Không phải vậy sao? Chị, giả dụ như em cũng đi học thì anh Hoàng có nuôi em ăn học không? Cô Oanh đi thi vô đại học hả? Không, em chỉ giả dụ vậy thôi. Anh Hoàng có không? Nếu như mà cô Oanh mà vô đại học có thì tôi sẽ không giúp như vậy đâu. Tôi nói là tôi không giúp như vậy, có nghĩa là tôi sẽ còn giúp hơn như vậy nữa. Oanh nè, tôi luôn luôn coi Oanh, Tùng với lại bé Vi như là anh em trong gia đình của tôi như vậy. Em biết mà, anh Hoàng là một người sống rất tình cảm.
á, là mẹ Mai nhờ một cô bạn là nhà thiết kế nổi tiếng cổ may cho Mai đó. Nhưng mà cũng chưa vừa ý lắm, tại vì Mai muốn nó phải ôm sát hơn. Tôi thấy ôm lắm rồi mà. Ừ, chưa. Thấy không nè, phải ôm sát như vậy thì mới tạo dáng được. Các bạn định thi vô trường đại học nào vậy? Tôi muốn thi vô ngoại ngữ, sau này làm trong ngành ngoại giao. Nghe nói ba bạn cũng dạy đại học phải không? Ba bạn dạy ngoại ngữ hả? Thôi thôi thôi, trời ơi, tụi mình mới vô đầu lớp 10 à. Bàn chi tới chuyện thi đại học cho sớm vậy, nghe mệt quá à. Ê, lát nữa học xong mình đi shopping. Mai biết một cửa hàng bán quần áo, trời ơi, đẹp mê luôn. Nhỏ tên Phương đó, nghe nói ba nó làm giám đốc công ty gì lớn lắm. Có tới cái ba cái nhà lận mà giàu nhất gì ở thành phố đó. Còn nhỏ ngồi trước mặt mình hả? Hồi nãy thấy nói chuyện với nhỏ Phương, hình như hai đứa thân nhau lắm á. Chắc nhỏ này nhà cũng giàu lắm á. Mấy nhỏ con nhà giàu chơi thân với nhau hết. Muốn người ta không nghe thì phải nói nhỏ một chút chứ. Xin lỗi nha, hồi nãy giờ mình đã nghe hết những điều các bạn nói. Nhưng mà có bạn hiểu lầm rồi, mình không phải là con nhà giàu đâu. Mình đang phụ việc cho tiệm phở, mình sống ở đây có một mình. Mấy bạn ăn phở không? Bữa nào tới tiệm mình đi, tiệm mình nổi tiếng ở đây đó. Mình thích mê phở luôn á. Ủa, vậy bạn không sống với gia đình sao? Phương! Trước! Hồi sáng, Phương biết Trường gặp ai không? Trường gặp Vi! Vi đó, Phương có nhớ không? Hồi sáng gặp Vi ở trước cổng trường. Trường quá bất ngờ. Trường cứ tự hỏi, không lẽ mình nằm mơ ta? Đến bây giờ Trường cứ nghĩ hoài, không biết là... Ủa? Hai bạn học chung với nhau hả? Như vậy là vui quá rồi. Trường và Khanh cũng học chung một lớp. Học xong tụi mình đến, Vy và Phương chờ nha. Trường đi nha. Nè, sao bà cứ đứng bán rồi rửa ly trước tiệm tôi hoài vậy? Làm ơn đẩy xe đi chỗ khác giùm tôi một cái. Trời đất ơi, tôi rửa xe rồi rửa ly rồi có mắc mớ gì tới cô đâu nè. Sao mắc mớ? Bà rửa liên vậy có thấy mất vẻ mỹ quan trước tiệm tôi không hả? Trời ơi, sao cô khó tánh, khó chịu kiếm chuyện với tôi hoài. Ta nói lớn tuổi rồi mà chưa có chồng ế chồng khó chịu lắm. Bà, tôi không có chồng có gì mà xấu hả? Nói nghe nè, không có xấu nhưng mà hơi bất bình thường á. Có cái ông thợ sửa giày, ông thích cô dữ lắm á. Bây giờ cô chịu không, tôi làm mai làm mối cho nha. Ông thích cô lắm. Bà, đẩy xe đi chỗ khác giùm tôi nhanh lên. Ê, hai người đến rồi hả? Tụi mình đi đi. Phương, chờ một chút. Vi, Khanh nè, Vi nhớ Khanh không? À, lâu lắm rồi tụi mình mới được gặp lại phải không? Bây giờ mình đi đâu ăn mừng đi ta? Vi bận rồi, Vi phải về tiệm làm việc. Vi đi trước nha. Vi, Vi ơi, Vi... Vi nó bận rồi mà. Thank you.
chị, em đi học mới về. Ai mà không biết cô đi học mới về. Thay đồ lẹ đi, rồi phụ chị dọn dẹp nè. Dạ. Nhanh lên. Trường không ngờ Vi vẫn còn sống khổ cực như vậy. Trường ăn trái cây đi. Trường ở lại ăn tối thì vui quá. À, Phương nè, Phương học chung lớp với Vi. Nếu có gì khó khăn, Phương nhớ giúp đỡ Vi nha. Với lại, Phương để ý coi Vi làm việc ở đâu. Khanh, hôm nào Khanh kêu Vi tới nhà Khanh chơi đi, như vậy được đó. Để coi. Hai tô bò đây. Bộ bữa nay đi học không quay cóp được hả? Không hiểu mấy đứa này nha. Đồ óc nó để đâu đâu mà sao cũng thi đậu được vô trường điểm. Sao tôi nghi quá. Ui da, nóng quá. Ôi, em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Không sao đâu, được rồi. Nhỏ này, làm ăn gì kỳ vậy? Bưng có một tô phở thôi mà làm đổ lên người khách là sao? Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Không sao đâu, không có cái gì lớn lắm đâu. Lần sau còn làm một lần nữa là đi tìm chỗ khác mà làm, nghe chưa? Chị Oanh, chị ra đây với em một chút. Em nói mau đi, em kêu chị ra đây có chuyện gì? Hôm nay chị làm sao vậy? Em lỡ tay với khách có một chút mà. Vậy mà chị la anh trước mặt khách, chị làm như vậy coi có được không? À, thì ra cô kêu tôi ra đây để dạy khôn tôi chứ gì. Được rồi, cô giỏi lắm. Em có làm gì cho chị buồn không? Cái đó tự cô biết đi. Thiệt lòng là em không biết mà, em muốn nghe chị nói. Em muốn nghe chị nói mà. Thôi được. Hai người, cô với anh Hoàng có gì không? Sao lại cười? Hiểu rồi. Chị thích chú Hoàng à? Cô trả lời câu hỏi của tôi đi. Em chỉ coi chú Hoàng như là anh trai của mình thôi, ngoài ra không nghĩ gì hết. Với lại em với chú Hoàng làm gì có chuyện đó. Cũng có thể lắm chứ. Chị Oanh à, bây giờ em chỉ lo học cho thiệt tốt, phụ tiệm cho thiệt giỏi. Hai chuyện đó thôi cũng làm cho em mệt lắm rồi. Vậy thì em phải nói rõ ra, nếu không á, anh Hoàng sẽ hiểu lầm á. Chú Hoàng cũng chỉ coi em là em gái thôi. Chị phải mạnh mẽ lên. Em thấy á, chị với chú Hoàng xứng đôi lắm á. Thiệt, chị với anh Hoàng xứng đôi lắm hả? Em sẽ đốc thúc vô chuyện này để cho chị với chú Hoàng mau thành. Hả? Hứa đó nghe. Nhỏ này dễ thương dễ sợ luôn á. Thôi bây giờ em đi học bài đi, để chị dọn dẹp cho. Em cũng mệt lắm rồi đó. Mình cũng phải ăn chiều đi chứ. Anh Hoàng, bữa hôm nay á, mình phải bồi dưỡng cho bé Vi một tô phở đặc biệt đó nha. Không biết có phải thức đêm học bài nhiều quá hay không mà coi kìa. Nhỏ xanh dờn à. Tôi thấy rất là vui khi cô Oanh đã bắt đầu thương Vi như là em gái vậy đó. Vi đã nhận em làm chị ruột mà. Vi ha.
Anh mệt chưa? Mau uống cái này đi. Không có sao đâu, cô Quanh cứ uống đi. Anh đừng làm vậy mà, mau uống đi. Em đưa mà anh không uống á là anh muốn làm em quê phải không? Anh Hoàng, anh có biết không, bé Vi nó nói em với anh á xứng đôi lắm á. Ờ, tôi mà đứng với cái gì nó cũng xứng hết trơn con. Hả? Vậy anh Hoàng nói em là cái gì đó hả? Cô Oanh, cô không thấy là tôi bận túi bụi này sao? Tôi đi gọi điện thoại cho người ta giao thịt sớm đây. Nè nè, thằng Khanh nhà mình á học chung lớp đi trường đó. Còn Phương học riêng chắc là buồn lắm hả con? Có gì đâu mà buồn ba. Phương, Vi nó học lớp nào vậy con? Nó đang học lớp con nè. Như vậy là hay quá rồi. Làm như tụi con có duyên á. Ngay từ nhỏ hai đứa học chung một lớp rồi. Duyên gì mà duyên, chẳng qua là tình cờ thôi. Biết nhau từ nhỏ phải thương yêu nhau chứ. Con không thích nó đâu, nó không hợp với con thế nào hết á. Trời đất ơi, bạn bè mà sao nó không hợp? Con đâu phải là bạn bè gì của nó đâu. Con bé Phương nhà mình cái gì cũng được, chỉ có cái tật là kén chọn bạn bè thôi. Có gì mà buồn quá vậy? Để anh Thắng thử coi anh hai đang buồn chuyện gì vậy ta. Trường với Vi gặp lại làm anh lo phải không? Đừng có như vậy, đừng có lo nghĩ một mình. Bây giờ anh đến thẳng bày tỏ với Vi là được mà. Đâu có gì mà ngạc nhiên, em cũng đâu thích nhỏ Vi đâu. Mà anh hay thắc mắc không biết tại sao em lại nói như vậy đúng không? Nếu anh hai chơi thân với Vi, không chừng sẽ làm cho trường từ từ hết để ý đến Vi đó. Từ hồi nhỏ đến lớn, tụi mình là hai anh em sinh đôi, nhưng không giống nhau một chút nào hết. Anh thấy ganh tị với em. Nếu đã đặt ra mục tiêu rồi, là làm bất cứ điều gì để đạt được. Và... có lúc anh thấy sợ em luôn á. Còn em lúc nào cũng ganh tị với anh á, lúc nào cũng ung dung. Nhiều khi tức muốn chết luôn khi thấy anh hai vậy á. Định ra một cú, ai ngờ em ra cứu trước rồi. Nếu mà chị không tin á, thì tôi sẽ để cho chị lục túi đó. Con đứng lên lục túi áo cho cô coi đi con. Thôi khỏi khỏi, chỉ có chiếc nhẫn thôi, coi như là tôi làm từ thiện đi. Dạ, cô cứ coi trong túi con nè. Vi, hôm nay trường đi học sớm là để đợi Vi đó, biết không? Vi à,
Hôm qua sao Vi lại bỏ đi nhanh như vậy chứ? Vi bận quá, Vi phải về sớm. Vậy hôm nay học xong tụi mình gặp nhau được không? Xin lỗi, chắc không được đâu. Vi phải về tiệm làm việc. Ủa, vậy hả? Vậy Trường đến chỗ Vi làm được không? Không được đâu. Tại vì... Sao vậy? Vi vô trước nha. Trường, đến gặp Phương đó hả? Trường đến để... Nè, trời ơi, cái mặt bị cái gì vậy? Tối qua thiếu ngủ sao mà mặt hốc hác quá vậy? Cô phải coi lại nhan sắc của mình đi nghe chưa? Nhìn cô y như là 40 tuổi vậy đó. 40 tuổi? Thiệt, tôi nói thiệt. Bây giờ hai đứa mình mà đi ngoài phố hả? Ai cũng nói tôi là em gái của anh hết trơn. Đừng nói vậy mà. Giỡn cái gì? Phải giữ gìn nhan sắc lúc còn trẻ chứ. Cái quần áo kìa, trời ơi mặc gì vậy? Đàn ông mà thấy cô chắc bỏ chạy hết quá. Hình như cô bị sốc phải không? Tôi nói vậy để quanh quan tâm đến mình chút nữa. Phải chịu khó trang điểm lên, sắm sửa quần áo đi. Mày áo dài mặc cho đẹp. Cô Oanh gọi điện thoại cho người ta đem bánh phở tới chưa vậy? Dạ rồi. Tôi ra ngoài ăn lát nha. Anh Hoàng xách đồ nhiều không? Để em đi theo, em xách phụ cho. Điên mình được. Tôi mua mấy cọng rau thôi mà. Không lẽ vậy là có tác dụng thiệt rồi hả ta? Tối nay đi hát tuồng hả? Tuồng gì? Cái mỏ bà bị sao vậy? Bị sao thì mắc mớ gì đến anh? Mắc mớ gì tới tôi? Thì tôi thấy mắc cười tôi nói vậy thôi. Có chuyện gì vậy? Hình như Vi gặp mình Vi không có vui. Sáng nay mình đến sớm đợi Vi, vậy mà Vi muốn tránh mặt mình. Thôi đi, chắc Trường cảm giác vậy thôi. Chắc là vậy quá. Bạn tới đây kìa. Trường, mình nghe Phương nói nhiều về bạn lắm. Phương nói hồi nào đâu mà Yến nói vậy. Gặp tụi mình lúc nào cũng một điều Trường, hai điều Trường hết á. Đi thôi. Vy, đi chậm chậm một chút, hết thở được rồi nè. Làm gì mà giống như đang chạy trốn vậy đó? Vi phải về tiệm gấp, có chuyện. Khách, vô đây. Đang rảnh hả? Hồi nãy có khách đông bận quá, bây giờ thì rảnh rồi.
Mọi người đâu hết rồi? Chị Oanh có việc nên về sớm rồi. Khanh ăn phở không? Không. Mình có chuyện muốn nói với Vi nên mới đến đây. Trường nghĩ là Vi đang tránh mặt trường. Do vậy trường buồn lắm. Đúng là Vi cố ý tránh mặt trường. Vi cũng không muốn giấu Khanh làm gì. Khanh có còn nhớ hồi nhỏ tụi mình ở dưới quê không? Vi đã từng bị Du Quang là ăn cắp chiếc nhẫn của mẹ trường. Do vậy gặp lại trường Vi cảm thấy không thoải mái. Chuyện đó qua lâu rồi mà. Không đâu. Không biết đối với người khác có quên hay không. Đối với Vi, không bao giờ mình quên được nỗi đau đó. Nhờ Khanh nói với trường giùm, Vi cảm thấy bất tiện khi gặp trường. Anh đi đâu giờ vậy? Đi gặp bạn. Bạn nào? Vi. Quyết định tấn công rồi hả? Vi vẫn chưa quên chuyện chiếc nhẫn mẹ trường lúc trước. Chuyện đó, chuyện lớn như vậy dễ gì mà quên được. Do chuyện như vậy, Vi nói Vi không thoải mái khi gặp trường. Vi nói không thích gặp trường. Coi bộ Vi có lòng tự trọng quá. Sao vậy? Đâu có gì. Địa điểm bí mật của tụi mình có thiệt không? Bình thường nó không có được như vậy đâu. Nhà trường ngày hôm qua trang trí phụ Huy đó. Hey, sao không có chuyện gì là mình làm không được vậy ta? Cuộc thi trình diễn thời trang do công ty Sky tổ chức hả? Được rồi. Có gì hay hả chị? Show diễn nhỏ cũng được, nhưng kỳ này tác phẩm của chị sẽ được đưa lên sàn diễn. Thiệt hả chị? Như vậy là tốt quá rồi. Ủa, mà hôm nay em không đi học hả? Hôm nay là chủ nhật mà chị. À, vậy sao? Vô đi. Phương. Chuyện gì vậy? Sao trường tới mà không nói trước gì hết? À, tại vì trường có chuyện muốn hỏi Phương. Phương có biết tiệm phở chỗ Vi làm không? Chi vậy? À, trường với Khanh định tới đó ăn phở. Trường thích phở lắm. Phương không biết Vi làm ở đâu hết. Trường, Phương định đi mua mấy quyển sách. Trường đi chung nha. Thank you.
chị ơi, cho em hỏi Vi làm việc ở đây không chị? Ủa, hai đứa là bạn của Vi hả? Dạ. Vi ơi Vi, có khách. Hà Trang. Tìm nhà có khó không? Trời, tôi đổi đến hai lần sao biết lận á. Bây giờ đói bụng quá. Ồ, được rồi, được rồi. Trời ơi, mấy cái đứa này làm như 100 năm mới gặp được nhau không bằng. Giá chứ rau ngon dễ sợ ha. Nước cũng ngọt nữa chứ. Mình thích ăn hành tây nhất á. Chú ơi, hình như mà lúc luộc thịt á có cho hành tây vô phải không? Giỏi thiệt. Sao mà cháu biết hết trơn vậy? Chú không biết hả? Bạn Hà là dân sành ăn đó. À, vậy ha. Vậy thì khi nào mà chú có món mới đó cứ mời Hà đến thử ha. Dạ. Chú ơi, thịt này mềm dễ sợ á. Là thịt thăn phải không chú? Phải nói là chú bái phục khẩu vị của Hà nghe. Tại vì ba cháu á là bán thịt mà, cho nên thịt nào ngon là cháu biết hết á. Nhưng mà cái thịt này nè khó mua lắm á chú. Đúng rồi. Chỗ bán thịt là chỗ quen biết với chú. Buôn bán lâu năm lắm rồi, từ hồi bà nội của chú còn sống lận. Chà, Hà là chuyên viên ăn thử ha. Còn Trang, Trang có biệt tài gì đây? Bạn Trang hả chú? Có một trí nhớ rất là tuyệt vời á chú. Là dân ghiền đọc sách nữa. Chú biết không, mỗi lần đi xe buýt á bị trễ chuyến hoài à, tại vì ghiền đọc sách quá đó. Vì sướng thiệt á, được làm việc chung với một chú dễ thương, đẹp trai nữa. Chú đẹp trai thiệt á. Ồ, ồ, nhì đại có hai tô phở cũng khen dữ. Không phải tại hai tô phở mà cháu khen chú đâu, tại vì chú đẹp trai thiệt chứ bộ. Chú ơi, cháu có một người chị bà con á, dễ thương lắm á. Chú có thích không? Cháu làm mai cho chú nha. Thôi thôi thôi, được rồi. Chú cảm ơn, chú không dám nhận. Sếp của Vi thiệt là tốt, có bạn tới còn cho đi chơi nữa chứ. Bác mừng ba đi nước xanh đi gì? Bạn con đó hả? Dạ. Trường, cái này có nghĩa gì vậy? Không có gì. Không có gì mà. Nói đi. Nói đi. Vì nhất định không chịu nói thiệt cho tụi tôi nghe hả? Chuyện gì? Thì cái vụ xảy ra chuyện hồi nãy đó. Trường là ai? Bạn trai Vi phải không? Đâu có. Đó là tên của một người bạn hồi nhỏ mà Vi thân. Vậy sự dây chuyền là do bạn đó tặng cho bạn phải không? Không phải tặng. Vì một lý do hiểu lầm, bạn ấy bỏ đi, làm rớt lại sợi dây chuyền. Hiểu lầm gì vậy? Chuyện kể ra dài dòng lắm. Vậy là bạn vẫn còn nhớ đến người chủ của sợi dây chuyền phải không? Làm gì có. Còn chối nữa. Vậy tại sao bạn giữ sợi dây chuyền tới giờ này làm gì? Thì tại Vi thấy bỏ sợi dây chuyền đi thì uổng lắm. Cái gì? Bỏ uổng hả? Hay là tại vì bạn không quên được anh chàng đó? Đã nói là không có rồi mà. Ê, chối hoài. Ê, ê, con mặt mà Vi đỏ lên rồi kìa. Vi, đi đây một chút coi. Người mẫu hả? Trong cuộc thi thiết kế thời trang không chuyên lần này, người thiết kế được quyền dẫn người của mình theo đó. Nhưng mà chị ơi, cái chuyện này em không có tự tin đâu.
Em á, em nhất định phải giúp chị đó nghe. Tác phẩm dự thi của chị kỳ này thiết kế dựa trên dáng người nhỏ nhắn của em đó. Dạ, nhưng mà cái chuyện này em không có là tự tin đâu chị ơi. Vậy là em từ chối phải không? Ý của em là em chê tác phẩm của chị xấu chứ gì? Dạ không, em không có ý đó, nhưng mà... Vậy là em bằng lòng giúp chị rồi đó nghe. Trường thật sự muốn đến chỗ Vi làm việc hả? Phương biết à, chỗ đó... Không, có gì sau này Phương hỏi giùm cho. Vậy ngày mai đi học, Phương nhớ hỏi nha. Tại sao Trường muốn gặp Vi đến như vậy? Trường có chuyện thắc mắc, muốn gặp Vi để hỏi cho biết. Trường thắc mắc chuyện gì? Cũng không có gì đặc biệt. Trường hứa coi Phương trên mức tình cảm bạn bè, Trường vẫn còn giữ lời hứa đó chứ. Phương à, tụi mình bây giờ không phải là con nít, Phương không muốn giấu giếm tình cảm của Phương đối với Trường nữa. Thôi được rồi, Phương về một mình đi nha. Phương. Dạ. Trường nó về rồi hả con? Dạ. Dạo này mẹ thấy tụi con đi với nhau hơi nhiều đó. Không được hả mà. Cho dù tụi con có là bạn bè thân thiết với nhau từ nhỏ đi chăng nữa, nhưng bây giờ tụi con đã lớn, tụi con không thể đi với nhau nhiều như vậy được. Dù gì con cũng là con gái, còn nó thì là con trai. Nếu mà người ta nói nhiều quá, bút bá tụi con làm đám cưới vậy. Con nhỏ này càng ngày càng... Con thấy Trường cũng được mà mẹ. Anh coi con bé Phương nó nói kìa. Đàn bà dừng nghe vui vui đi anh hai. Sao buồn vậy? Định giấu mà giấu không được đó. Bộ có chuyện hả? Trường nhất định muốn gặp Vi để hỏi chuyện gì đó. Chuyện đó là gì vậy anh hai? Vậy à? Nè, trả lời thành thật với em nha. Con Vi có cái gì mà mê lực dữ vậy? Đừng có để bụng mà, nghe rồi bỏ qua đi. Phương nè. Ai cũng có nét đẹp riêng. Ý anh là... Không sao đâu, em biết em đẹp mà. Mắt mũi để đâu vậy hả? Cho mình xin lỗi đi. Xin lỗi cái gì chứ? Áo này rất là mắc tiền, nếu bị vô là giặt không có ra đâu đó, biết không hả? Để mình đem về nhà giặt cho. Giặt cái gì chứ? Bạn thì chỉ có biết ăn thôi, biết làm gì đâu. Nè, mai mốt có ăn uống cái gì á, làm ơn ngó trước ngó sau giùm tôi đi ha. Hồi nãy giờ mình thấy hết á, bạn đi đứng không cẩn thận, bạn đụng vô Hà trước mà. Vậy rồi sao? Mình chỉ nói cho bạn biết thôi. Ê, hồi nãy mấy bạn thấy mặt nhỏ Mai không? Có sượng trông, có rộng hổ luôn á. Trường tránh đường giùm đi. Nếu Vi hứa không tránh mặt Trường nữa. Hôm nay học xong, Vi dẫn Trường đến chỗ làm nha. Ở đâu vậy? Đừng có tới mà. Nếu mà Vi không nói thì Trường sẽ hỏi người khác. Thiếu gì cách. Trường đừng có làm như vậy hoài, Vi thấy bất tiện lắm. Chuyện hồi nhỏ đã qua lâu rồi mà. Trường mà cứ thân thiện như vậy hoài, Vi không thích đâu.
Cái tên đó không phải là bạn trai của nhỏ Phương sao? Tụi mình vào lớp kiếm trò gì chơi đi. Hình như hắn ta là chủ sợi dây chuyền mà Vi giữ hồi nãy á. Bà nói chơi hả? Ờ, phải rồi. Lúc trước tôi có nghe Phương gọi tên đó là Trường, mà trên sợi dây chuyền của Vi cũng có tên Trường. Vậy là trong chuyện này có điều gì ổn khúc đó. Trang thích trường mình nhất á, vì có nhiều lớp ngoại khóa cho học sinh lựa chọn. Vy, Vy đăng ký vô học lớp hội họa chung với tụi mình đi. Từ lâu rồi, Vy rất thích học văn chương của Pháp. Hình như nhỏ Phương cũng đăng ký vô học lớp này đó. Vy với nhỏ Phương khác nhau, vậy mà có sở thích giống nhau quá ha. Bây giờ mà Vi vẫn còn giữ sợi dây chuyền đó, chắc chắn là không quên được anh chàng kia rồi. Nhưng vì anh ta là bạn trai của nhỏ Phương nên không tiện nói ra thôi. Bây giờ mình thử chấp nối mọi chuyện lại xem. Nhỏ Phương, nhỏ Vi và anh chàng đó lúc nhỏ chơi chung với nhau, và sau đó nhỏ Vi và anh chàng đó thích nhau, nhưng vì một chuyện hiểu lầm hai người xa nhau, đúng không? Theo như những gì tôi thấy thì đúng như vậy. Sao mà rắc rối quá. Ủa, sao giờ này mà thầy chưa vô ta? Tôi phải đi vệ sinh một chút á. Nãy giờ tôi đứng phía sau, nghe hết chuyện của các bạn rồi. Sự thật có đúng như vậy không? Cái đó... Vy ra đây. Trường làm cái gì vậy? Trường nói là ra đây mà.